Sư cho con hỏi, Phật nói giới uống rượu, vậy uống bia, cà phê, thuốc lá, ma túy có phạm giới hay không? Phật giáo có phải kiêng hành tỏi không? Quý vị nên hiểu cái giới thứ năm như thế này, là tất cả các chất khiến cho quý vị đánh mất tâm trí, ảnh hưởng tới tâm trí, có nghĩa là bao gồm rượu, bia, ma túy, các loại chất kích thích, nó khiến cho tâm trí của quý vị nó trở nên mất kiểm soát, mà nó gọi là làm cho tâm trí chúng ta trở nên mù lược á, thì đều phạm vào cái giới này. Chứ không phải là rượu là chỉ tính cho rượu thôi, không phải. Có nghĩa là những cái chất nó có tính chất làm cho cái tâm của chúng ta trở nên mù lược ha, nó thay đổi cái tâm của chúng ta. Còn những cái ví dụ như cà phê thì việc uống cà phê nó không có làm cho cái tâm của chúng ta trở nên mù lược, trở nên mất kiểm soát. Còn nói về nghiện á, bất cứ cái gì cũng tạo ra nghiện, bất cứ cái gì mà chúng ta không có kiểm soát hầu như nó cũng tạo ra nghiện. Và trên cái tinh thần mà trung đạo đó thì không có nên sử dụng những cái bất kỳ cái gì, đồ ăn, thức uống, ngay cả như là những cái loại mà hương liệu mà nó khiến cho chúng ta phải phụ thuộc vào nó thì đều không có nên. Còn riêng về cái giới thứ năm, cũng là cái giới không sử dụng các chất mà làm cho cái tâm của chúng ta mất cái sự tỉnh táo, thì nó phải bao gồm những cái chất đó, ví dụ như bia, rượu, ma túy, thì nó mới là những cái chất khiến cho chúng ta mất đi sự tỉnh táo thì nó mới tính ha. Còn cái chuyện mà người học Phật có được ăn hành tỏi hay không á, xin thưa, cái chuyện kiêng hành hẹ tỏi nén á, đó là cái sự kiêng của Bà La Môn, tôn giáo Bà La Môn, bây giờ là cái đạo tiền thân của đạo Hindu bây giờ đó. Bởi vì đạo Bà La Môn á, họ quan niệm là cái việc tụng chú á, tụng chú mà nếu như mà ăn những cái tụng chú mà ăn những cái chất mà nó hôi á, như là hành hẹ tỏi nén, thì tụng chú không có linh, cho nên là mới không có ăn, là ngũ vị tân, hành hẹ tỏi nén là không có ăn. Về sau khi mà Phật giáo bị chia ra làm các tông phái thì một số tông phái lại chủ trương là tụng chú, mà chính vì tụng chú á, cho nên là các vị tham khảo cái đạo Bà La Môn, là ở chỗ là đạo Bà La Môn không có ăn ngũ vị tân thì các vị đó cũng sẽ không có ăn ngũ vị tân, để cho cái việc tụng chú nó được linh nghiệm đó. Nên sư xin thưa là cái chuyện đó nó không bắt nguồn từ Phật giáo. Tuy nhiên trong đạo Phật, cụ thể là trong giới tỳ kheo thì một vị tỳ kheo nếu không có bệnh thì không được ăn tỏi. Một vị tỳ kheo nếu không có bệnh thì không được ăn tỏi. Lý do là trong một lần mà vị có một lần ấy, có vị tỳ kheo trong khi có thói quen nhai tỏi đó, thì trong khi nhai tỏi như vậy miệng vị đó hôi, và vị ấy ngại không đi đến để mà nghe thuyết pháp, ngại không tham gia những cái trường hợp tăng sự. Chính vì Đức Phật tránh cái điều đó cho nên Đức Phật ra một cái giới cấm, đó là chư tỳ kheo không có bệnh thì không được nhai tỏi, chỉ vậy thôi. Nhưng mà nó chỉ giới hạn trong các vị tỳ kheo đấy, còn hàng cư sĩ thì không có cấm, hàng cư sĩ thì không có cấm đấy.